Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy bonsai mini quý anh chị em muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em ha. Và đặc biệt hôm nay thì mình có đánh mã thứ tự nha, ABCD, và clip hôm nay là clip mã A nha. Quý anh chị em mình chốt hàng thì cứ lưu ý nha. Rồi chào chị. Dạ em chào anh Thái. Dạ, em chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em lên một số loại hoa giấy giao lưu với anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn em ạ. Rồi, dạ, em giao lưu mã số 1. 1A nha quý anh chị em. 1A. Ngang 37. Chiều cao 50. Dòng cổ là 8. Mã này em giao lưu 220k một cặp. Cẩm thạch nhiều màu quý anh chị em. Gồm có sakura black can, cẩm thạch trắng, cẩm thạch hồng sen, cẩm thạch tím siêu bông. 3 4 màu quý anh chị em. Cây mini để bàn rất là đẹp luôn. Tiếp theo cặp 2A. Dạ cặp 2A. Dạ chiều ngang 28. Một rễ co lắc quý anh chị em. Cao 51. Lô này đang vô cơ búp à. Dòng cổ 14 ạ. À. Mã này em giao lưu 400k, 2 cây. Mã 2A. Do sợ bị nhầm những cái mã số trên nhiều clip đó nên mình đánh mã A cho nó dễ nha quý anh chị em. Dạ này 4A. Dáng bài. Mã này mã 3A. Ủa, 3A, 3A. Ngang 38. Dòng cổ 17. Sổ đế cao quý anh chị em. Dạ cao 52. Mã này em giao lưu 300k. Đây bao phí ship toàn quốc nha quý anh chị em. Phồn tàn rất là đặc. Tiếp theo mã số 4A. Cây này mình chơi chim mâm ha. Dạ ngang 21. Chiều cao 63. Cây búp chi chích à. Dòng cổ 19. Mã này mã 4A em giao lưu 300k. Cây này chi rất là đẹp quý anh chị em. Cành 1, cành 2, cành đỉnh ha. Tiếp theo một cái xe lớn nha, cẩm thạch tím siêu bông. Dạ mã 5A. Phùm nó tròn như trái banh. Dạ ngang 48. Chiều cao 64. Dạ dòng cổ 18. Mã này em giao lưu 450k. Cây này gần như thành phẩm luôn anh chị em. Phùm tròn. Tiếp theo mã số 6A. Dạ mã 6A. Dạ ngang 61. Chiều cao 62. Dòng cổ là 25. Mã này em giao lưu là 450k. Form không có một chỗ viết nha quý anh chị em. Tròn đặc luôn. Mã số 7A. Dạ mã 7A. Dạ ngang 56. Chiều cao 73. Dòng cổ là 18. Mã này em giao lưu 450k. Dạ mã này là 8A. Dạ ngang 55. Chiều cao 69. Dòng cổ là 16. Mã này em giao lưu là 450k. Dạ mã 9A. Một cây tím bướm anh chị em. Phơm tàn tròn. Dạ ngang 47. Chiều cao 59. Dòng cổ 11. Mã này em giao lưu là 250k. Dạ mã số 10. AM. Mã số 10A là một cặp cẩm thạch. Dạ ngang 40. Nhiều màu quý anh chị em. Chiều cao 51. Dòng cổ là 10. Một cặp rất là đồng nha. Mã này em giao lưu 250k. Gồm có cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch hồng sen,
cẩm thạch sakura blaikan quý anh chị em, và cẩm thạch tím siêu bông. Hiện tại dòng này rất là chuộng thị trường ha. Dạ má 11A. Dạ ngang 50. Chiều cao 49. Dạ dòng cổ 15. Má này em giao lưu 200k. Này cẩm thạch hai màu quý anh chị em. Thạch tím và cẩm thạch trắng á. Dạ má 12A. Cây hai màu, tím tiết và hồng tiết á. Ba màu, ba màu, trắng tiết nữa. Trắng tiết à? Dạ ba màu. Màu. Dạ ngang 51. Chiều cao 65. Dòng cổ 12. Mã này em giao lưu 180k. Trắng, hồng và tím của anh chị em. Dạ mã 13. Cây ba màu à. Dạ ngang 50. Chiều cao là 76. Dòng cổ là 10. Mã này em giao lưu 180k. Gồm có tím Pháp, trắng Malai và tím Malai quý anh chị em. Mã số 14. Dạ 14A. Dạ ngang 52. Chiều cao 63. Cây này cũng 3 màu luôn. Dòng cổ 11. Mã này em giao lưu 180k. Gồm có trắng tiết, tím tiết và hồng tiết nha quý anh chị em, làm dấu những cái màu băng keo à. Dạ má 15. 15A là một cặp sakura blaikan. Mini quý anh chị em. Dạ ngang 40. Dòng cổ 11. Dạ cao 40. Mã này em giao lưu 200k một cặp. Dạ mã 16A. Vẫn tiếp tục là sakura blaikan. Dạ ngang 38. Chiều cao 46. Dòng cổ 11. Mã này em giao lưu là 200k. Cây nó nhú búp rồi quý anh em. Chi chích mỗi nắp luôn ha. Dạ mã 17A. Cẩm thạch tím siêu bông, form tròn, cứng búp hết trơn. Dạ ngang 58. Chiều cao 65. Dạ dòng cổ 23. Mã này em giao lưu 450k. Dạ mã 18A. Vẫn tiếp tục là cẩm thạch tím siêu bông, form tròn. Dạ ngang 50. Chiều cao 63. Dạ dòng cổ 23. Mã này em giao lưu là 450k. Tròn xoé luôn anh chị, như mâm xôi. Dạ mã A19. 19A là ngũ sắc ha. 16 màu. Dạ ngang 49. Chiều cao là 90. Dòng cổ 17. Mã này em giao lưu là 300k. Cây này nó có thêm một cái màu hồng phấn thái nữa nha quý anh chị em. Chưa mới tượng búp ha. Làm dấu những cái băng keo này là mình kiểm là 6 màu. Dạ mã 20A. 20A vẫn là ngũ sắc cái form tròn, cứng búp hết trơn. Dạ ngang 62. Chiều cao là 89. Dạ dòng cổ là 12. Mã này em giao lưu 250k. Có một cái màu hồng phấn thái nha quý anh chị em, như những clip trước á, rất là đẹp luôn. Dạ mã 21A.
cây tím bướm à? Dạ ngang 59, chiều cao 69. Dạ dòng cổ là 13. Mã này em vô luôn 180k. Mã số 21 à? Dạ mã 22 a. Sakura Blackcat à? Cứng bông. Dạ ngang 39, chiều cao 54. Dạ dòng cổ 16. Mã này em vô luôn 200k. Dạ mã 23A. Chành vàng lá ngọc 3 màu ha. Dạ ngang 58, chiều cao 67. Dòng cổ 14. Mã này em giao luôn 180k. Dòng có màu trắng, màu hồng, màu đỏ không anh chị? Màu đỏ mới tưởng búp. Dạ mã 24. À 24A. Dạ ngang 59, chiều cao 52. Dòng cổ 12. Mã này là em giao luôn 180k. Gũ quang. Đang cứng búp à. Mã 25. Ngang 52, chiều cao 54. Cẩm thạch nhiều màu anh chị em. Dòng cổ 11. Mã này em giao lưu 250k. Mã 25A. Bên này có cẩm thạch vàng với anh chị em. Sakura Blackcat, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím tuyết. Cây 5 màu, cây 3 màu anh chị em. Một cặp. Dạ mã 25 là mã cuối cùng của clip. Chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị một clip tiếp theo của nhà vườn Chị Phước Tài nha.